ảnh này có quen thuộc không? Nhưng mà có con đít lúc nào cuối cùng là cha mẹ cũng phải cổng thôi. Ella, use your hands to stop it. You're all right? You'll be okay. Where's it hurt? Where does it hurt? Let me see. You're on camera. You're a movie star, right? Chào các bạn đến với Hạnh Phúc Đắp Xây. Hôm nay là một ngày cuối tuần nắng rất là đẹp, bầu trời rất là trong xanh. Gia đình Thụy muốn đi bộ vào rừng và muốn đi xem một cái thác. Thì cái thác này nằm ở một cái địa điểm của một cái rừng cong thôi, nhưng mà nó không phải là một cái điểm tham quan nên cũng rất là ít người biết đến, nên là nó còn rất là hoang sơ, còn rất là tự nhiên. Dòng thác thì nằm sát bên một cái dòng sông uốn lượn và xa xa là một cái dãy núi tuyết rất là đẹp. Rồi sau đó thì gia đình Thụy sẽ lái xe đến một cái xa hơn tí nữa và đi bộ vào trong rừng thì để xem là cái hệ sinh thái rừng mùa này thì có những cái gì và có những em gà gô nào lẩn quẩn xung quanh để cho mình thu hoạch hay không, và cũng để xem cái tài ánh xã mình là bắn trúng hay không hay là còn bắn trật. Các bạn có biết không, hồi trước đó, khi mà gia đình Thụy tới thăm Thụy, chẳng hạn như ba mẹ Thụy qua đây hoặc là các chị cũng qua thăm, thì có nói với Thụy chứ ai đó hô buồn à. Thì lúc đó Thụy cũng chỉ nói là thì sống quen thì em thấy cũng bình thường, tại vì đi làm thì công việc cũng áp lực, thì về đến nhà thì mình có cái không gian để mình thư giãn thì mình thấy cũng bình thường, nó quen như vậy rồi. Nhưng mãi đến khi mà cái dịp Covid này, khi mà mọi thứ đều đóng cửa mà mọi người phải ở nhà làm việc, thì lúc đó mà mới cảm thấy là có một cái không gian rộng ở phía sau sân nhà nó rất là quý các bạn. Khi mà mình làm việc căng thẳng, có những ngày làm việc là một ngày làm việc 9 tiếng mà đã có 8 cuộc họp rồi. Tức là hết cuộc họp này nhảy qua cuộc họp kia, chỉ có một tiếng là ăn uống đi lại trong nhà thôi. Thì những cái ngày đó đúng là rất là stress, để ở trong nhà luẩn quẩn, rồi lịch họp online thì quá dày. Mà nếu mà không có một cái không gian rộng thoáng như thế này để mà đầu óc mình nó thư giãn nữa thì không thể nào mà mình có thể tái tạo năng lượng cho bản thân và làm được những cái công việc tiếp theo. Thì lúc đó thì mới cảm thấy là mình ở Idaho thật là may mắn so với những người như là ở New York, như ở trong những cái căn hộ chật hẹp rồi mọi thứ đều đóng cửa hết, thì họ biết đi đâu cũng suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong bốn bức nhà đó, rồi cũng sẽ phát điên thôi, phải không các bạn? Thì thầy mới cảm nhận là có thể là tại vì mình chưa có giới thiệu với gia đình, bạn bè những cái hay, những cái đẹp của Idaho, nên mọi người chưa có hiểu nhiều về Idaho. Thì hôm nay là một trong những cái dịp như vậy, Thụy muốn là cũng vẫn là một cái hoạt động bình thường gia đình Thụy làm thôi, vẫn là đi bộ vào rừng, vẫn là ngắm cây ngắm cành và tập thể dục thể thao và cho cái hít thở không khí trời, cho cái đầu óc mình nó thanh thản và đi với gia đình lại để mình kết nối với những thành viên trong gia đình. Thì cũng là một dịp để thể nhìn lại là có những cái gì mình nên giới thiệu với các bạn, cái này hay cái kia hay mà có thể là mọi người chưa biết, mọi người không để ý, nên mọi người không có biết quý những cái điều như vậy. Thì bây giờ là một cái dịp rất là hay để cho Thụy giới thiệu với mọi người. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng đi bộ vào rừng thôi nào. Đây các bạn, hôm nay là một ngày nắng đẹp, gần cuối mùa thu rồi, một tháng nữa là tới mùa đông. Thì gia đình mình đi dạo trong rừng. Thế là trên đường đã có tuyết rồi nè. Mình sẽ đi tới một cái suối. Nghe, các bạn có nghe tiếng suối không? Cái suối rồi có cái thác nữa. Rồi chút nữa sẽ cho các bạn xem cái thác, nhìn rất là ngộ. Đây các bạn nhìn đi, dòng sông ở phía dưới của cái ngọn núi này là nó uốn lượn nè. Thì những cái dòng sông uốn lượn như vậy mới là một cái hệ sinh thái khỏe mạnh. Còn những dòng sông nào mà đã được làm thẳng rồi á, là nó đã bị con người biến đổi rồi, nên không còn là một hệ sinh thái khỏe mạnh nữa. Ở đây là con suối đây. Wow, đẹp quá. Cái rêu nó mọc ở trong dòng suối luôn. Nước rất là trong veo luôn. Đằng sau là ngọn núi. Đây các bạn, khu này người ta cho ngựa ăn nè.
Quá trời ngựa luôn, không biết nhiêu con nữa. Vừa ngựa vừa có con la nữa. Nó thấy mình đi qua cái nó có vẻ khó chịu. Người ta thấy chó nó, ngựa không có ưa chó. Chó sổ cũng tò mò. Bạn ra coi con la nè, thấy cái chân của nó to hơn 50% mấy con còn lại không? Còn một con la là cái con mà màu nó đậm đó. Ui, cái chân nó to, nó khỏe, mà cái con la nó cũng dữ lắm rồi. Em chó chạy lăng quăng đi tìm chim. Trong quá trình săn chim, tại vì con chó nó đi theo cái lỗ mũi của nó mà nó nghe được mùi chim nên nó cứ chạy lăng quăng. Ellie, what kind of tracks are those in the snow? Coyote, coyote. Coyote tức là chó sói đồng cỏ đó các bạn. Thì nhìn xa nó cũng y chang như con chó nhà, giống như chó hoang vậy đó. Nó nhỏ hơn con sói rất là nhiều, nhưng mà do cái di truyền của nó thì nó là gần với con sói hơn là con cáo. Uh-oh, Chassis on point, poop, poop point. Where'd he go? Just stay there for a minute, babe. Giải thích thêm với các bạn về việc an toàn khi đi săn, tức là người nào không săn thì mình sẽ lùi lại phía sau, chứ không được ở bên trái cũng không được ở bên phải của người săn, để đảm bảo là ví dụ như viên đạn nó không có văng qua hai bên, hoặc là nhiều khi cái động vật nó đổi hướng, cái người săn họ sẽ đổi hướng thì mình ở đằng sau là mình sẽ được an toàn. Bây giờ con chim nó đang nhảy lên cành rồi, để coi thử anh bắn bằng cái súng ngắn. I missed. You did good, Jossie. Pretty good. Not perfect. Did you miss? Yeah. I think I hit a branch. Rồi, bắn trúng cành cây, không có bắn trúng chim, bay mất rồi. I didn't know it was a hawk and mommy didn't either. What you got, bud? What you got? Watch your eyes on this stuff. Actually, just kind of stay right in the open there. Keep it right there. This one's in a tree, I think. Trust your heel. Hey, heel. Sit. Trust you. Bắn được một con rồi. Get him. Fetch him up. Here. Chó sổ ngay lập tức. Trust you here. Đi truy tìm em chim. Here. Good boy, here. Good, here. Don't bite it so hard. Good. Give. Okay. Ellie tìm thấy một cái tổ chim nhỏ trên cái cây. Cái bụi nó xíu không? Này. Shh. Thì không có chim trong này nhưng mà cái tổ vui quá. To bằng bàn tay Ellie à. Poison. Một cái poison berry. Ellie nghĩ nó là dầu độc. Có vẻ giống như là poison trái hồng vậy đó, hồng dại. Cái hoa hồng dại đó ra trái. Ok, bây giờ mình sẽ nhìn cái cây bạch dương này coi nó to đến cỡ nào nha. Nó to hơn là một bàn tay của mình hả? Cũng phải hai bàn tay hơn rưỡi của mình đó, cái thân á. Rêu mốc rồi, rêu nó mọc nè, rêu này rêu vàng. Thì cái cây này cũng già rồi đó, nó bắt đầu nó cỗi rồi, nó sẽ bị phân hủy. Trái này được gọi là Oregon grape, tức là nho Oregon. Nói vậy thôi chứ này là chỉ là cây dại thôi, không có ăn được. Chỉ có chim rồi nó ăn thôi, người không ăn được nha. Chứ không phải như me ăn tim rồi chim ăn được, người cũng ăn được đâu. Ellie sẽ thử cái trái nho Oregon nè. Cảm thấy thế nào, Ellie? What, how does it taste? Is it sour? Let me try one. Okay, giờ tới Matt ăn thử nè. I promise you're not gonna like it. What's the taste? I didn't spit it out. It's alright. It's sour. Chua. Chua quá. Tức là người vẫn ăn được mà chua quá không ăn được. Tức là không có gây ngộ độc. Là đây là nơi giao thoa giữa hai cái hệ sinh thái.
Cái này là cái hệ sinh thái dạng như là đồng cỏ, thì có những cái bụi cây như vậy mà biết tiếng Anh mà không biết tiếng Việt. Này gọi là bitter brush, là coi như bụi cây đắng, cái tạm dịch vậy đi. Còn cái này là rabbit brush, là bụi cái thỏ. Rồi có cây ngải, cái ngải ở đây nè, có cái bụi cây ngải to hơn nữa. LA stop, don't go. Còn các bạn nhìn xa xa là những cây bạch dương. Cây bạch dương rồi nó xen lẫn với là những cây thông nữa. Thì đó là cái hệ sinh thái rừng, nó hơi khác. Thì những cái con hươu nai là nó vừa ăn những cái bụi cây ngải mà nó cũng ăn và trú ngụ ở những cái cây bạch dương. Và nó trú ngụ những cái cây thông. Đây gọi là trái dâu tuyết các bạn. Tức là màu trắng như tuyết. Ở trong nó là như vậy. Nó xốp, rất là xốp. Hả? Mình có ăn thử rồi nó lạc xèo, không có vị gì hết. Nhưng mà nhiều là động vật thích ăn cái trái này. Đây các bạn, hai mẹ con ngồi nghỉ. Ba nó thì đi săn phía trước rồi, tại mình theo không kịp. Có cái món cơm cháy này cứu đói cho bạn Ellie. Ellie ăn cái gì đó con? Cơm cháy. Cơm cháy. Cơm cháy ngon không con? Dạ. Dạ ngon. Ăn giòn rụm luôn ha. Where are you at? Đây là cái bộ định vị mà anh Matt dùng khi mà không thấy chó sù xung quanh. Thì cái bộ định vị này trên cái màn hình nó sẽ hiển thị là chó sù đang ở cách xa, người thợ săn là bao xa. Có khi là vài trăm mét mà có khi cũng đến cả một cây số. Tại vì những cái con chó săn chim này nó đi theo cái lỗ mũi của nó, nhiều khi nó không cần biết là xa bao xa. Thì ngoài cái công dụng này là trên cổ của chó sù nó cũng có một cái bộ vừa phát và nhận tín hiệu. Và cái điều khiển này cũng là phát và nhận tín hiệu. Nếu mà anh Mát cảm thấy chó sù đi xa quá thì anh sẽ bấm một cái nút có một cái dòng điện tần số và cường độ nhẹ, thì nó có thể gây sốc nhẹ cho chó sù để chó sù biết là phải quay trở lại. You see him? Vì đôi lúc là con chó nó có thể gặp phải con nhím chẳng hạn, thì bị nhím phóng mũi tên cũng rất là nguy hiểm. Do đó là anh Matt anh sẽ huýt sáo để cho chó sù quay lại gần gần ảnh thôi. There he is. I just saw him moving. What are you eating? Ooh, that looks good. Let's go down through here. Chó sù. Chó sù đâu rồi? Good boy, chó sù. Good boy. Chó sù đang đứng im, đang chỉ điểm. We're gonna try to get a flush here. Stay right there. Don't move, Ellie, okay? Whoa. Whoa, trong thuật ngữ dạy chó có nghĩa là stop, là muốn con chó dừng lại. This bird does not want to flush. Chim không muốn nó bay lên. Con nào mới bay. Oopsie. Chassis mount. Here. Turn it here. Rồi, lại bắn hụt nữa. Here. Good boy. Man, that was awesome. He was on point right there, was sitting right there. Didn't work out though. Chassis here. Oh wait, he's on one. Whoa, easy. Chaucer, here, get him. Here, come here. Chaucer, here, come on. Good, here. Good boy. Good boy. Các bạn ơi, kết thúc chuyến đi ngày hôm nay thì các bạn cảm thấy như thế nào? Thì cảm thấy rất là vui vì lần đầu tiên được đến cái khu thác nhỏ đó, nó rất là hoang sơ, cảnh vật cũng rất là đẹp. Rồi mình đi vào rừng mình cũng thấy cái sự giao thoa giữa cái hệ sinh thái đồng cỏ và hệ sinh thái rừng. Bình thường thì mình vẫn thấy như vậy, nhưng mà đến khi mà để ý mà giới thiệu với các bạn mình thấy ồ, đó là nó như vậy đó. Và những cái cây cái bụi như thế nào, và cái tầm quan trọng của cây bạch dương đối với các loài nai hươu là như thế nào.
cũng thấy là anh xã nhà mình có lúc đi săn cũng là bắn trật và đương nhiên là có bắn trúng, nhưng mà không phải lúc nào cũng là may mắn, phải không các bạn? Và cũng thấy em chó sù khi mà được thả vào một môi trường mới là cái mũi em hoạt động liên tục, là em chịu không nổi, là em có phải đi lần quần để mà kiếm chim hay là kiếm những cái thứ khác. Và thấy em là sau khi mà đã chỉ điểm được con chim rồi là đem về lại đưa lại cho mình là như thế nào. Em đang luồn quần sau lưng mình nè. Và cuối cùng thì Ellie là được dịp rờ với những con ngựa đó. Và các bạn thấy con la nó khác biệt với con ngựa như thế nào. Thì cũng rất là những cái điều đó nó rất là ngẫu hứng, rất là ngẫu nhiên nó xảy ra, nhưng mà mình cảm thấy rất là vui. Một cái ngày nói chung là rất là nhiều niềm vui và rất cảm thấy thoải mái để dành thời gian bên gia đình. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like cho mình, và nếu muốn thì hãy comment bên dưới để thể làm những cái video tương tự giới thiệu với các bạn về những cái cảnh đẹp khác ở Idaho cũng như những cái nơi khác trong nước Mỹ mà Thụy đi đến. Thì Thụy sẽ giới thiệu theo một cái góc nhìn của một cái người ở trong nước Mỹ, nó khác với một người du khách đến nước Mỹ là thích những cái gì hào nhoáng, những cái gì nó sầm uất, nó chứ không phải là một cái góc nhìn trầm lắng và nó sâu hơn về cái cuộc sống và cái sinh vật cũng như là hệ sinh thái của nước Mỹ. Nếu các bạn thích kênh thì hãy nhấn subscribe, và nếu có cái chuông bên cạnh thì các bạn cũng hãy nhấn vào cái chuông để mỗi khi có video mới thì YouTube sẽ thông báo đến các bạn để xem những cái clip mới của mình. Còn không nữa thì cứ thứ tư hàng tuần trên kênh Hạnh Phúc Đắp Xây thì các bạn sẽ thấy những video mới của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những lần sau.